vợ chồng Đoàn Di Băng tuyên bố ngưng làm từ thiện vì quá mệt. Vợ chồng Đoàn Di Băng có những chia sẻ về câu chuyện làm từ thiện, tuyên bố sẽ ngưng làm từ đây vì quá mệt trước những lời không hay. Sau những ý kiến về vấn đề làm từ thiện, vợ chồng Đoàn Di Băng đã chính thức có những chia sẻ gửi đến mọi người. Cặp vợ chồng đại gia tuyên bố sẽ ngừng công tác thiện nguyện ngay thời điểm này bởi vì đã quá mệt mỏi trước những lời nói không hay. Mới đây, trên trang cá nhân của Đoàn Di Băng và ông xã đã có những chia sẻ về công việc thiện nguyện. Tất cả những thứ làm cho mọi người đều xuất phát từ cái tâm và lòng yêu thương, nhưng không được đền đáp xứng đáng. Đoàn Di Băng viết, người ta bảo những người tự bỏ tiền ra làm từ thiện như chúng tôi không đáng để được tung hô. Người ta còn bảo chúng tôi làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi thì người ta bệnh quá không. Chúng tôi chỉ làm vì không đành lòng nhìn người dân khổ. Chúng tôi chụp hình đăng lên để lan tỏa điều tích cực và để có bằng chứng bảo vệ mình. Chúng tôi không đáng được tung hô nhưng cũng không đáng để bị nói như vậy. Ngừng nhé, tôi mệt rồi. Đoàn Di Băng có những chia sẻ chính thức khi công tác thiện nguyện bị mọi người phủ nhận. Những gì cô đã bỏ công ra làm trước đó đều không ai coi trọng. Thậm chí nhiều người còn ném đá xem đó là điều hiển nhiên như một trách nhiệm thuộc về gia đình Đoàn Di Băng. Tiếp theo đó, ông xã của nữ ca sĩ là doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ cũng tuyên bố ngắn gọn sẽ vẫn giữ lại dự án ANN, dành cho người vô gia cư còn lại những công việc thiện nguyện khác cũng không tham gia. Trước đó, vợ chồng nữ doanh nhân có lập một quỹ từ thiện mang tên con gái. Số tiền lợi nhuận của công ty mỹ phẩm gia đình được trích một phần vào đây để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Quỹ này cũng đã giúp đỡ cho nhiều người trước đó và vẫn đang duy trì rất tốt. Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ đã chia sẻ trước đó, từ thiện không phải nghĩa vụ của người giàu. Cứ hễ ở đâu có sự hưởng thụ là y như rằng nơi đó có những thành phần và bảo từ thiện đi. Từ mua nhà, mua xe, đám cưới, sanh con cho đến cái việc còn con như mua đồ cho con chó mình nuôi ăn cũng vào hỏi. Đã từ thiện chưa? Đó đâu phải nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi có làm các bạn ạ, có hết đó. Hầu hết chúng ta đều một đôi lần làm từ thiện trong đời. Nhưng cho dù chúng tôi không làm thì cũng không có tội. Với tuyên bố này của vợ chồng Đoàn Di Băng, có thể từ đây quỹ từ thiện sẽ không còn. Nữ ca sĩ cho rằng những công sức của gia đình bỏ ra trước đó nhưng bị chà đạp là một điều cô không thể chấp nhận. Di Băng tên thật là Đoàn Di Băng, sinh năm 1990. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát sau khi đoạt giải bạc giọng hát vàng ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Sau này, nữ ca sĩ có cơ hội song ca cùng anh trai kết nghĩa Lý Hải trong MV Vườn Hạnh Phúc và được công chúng biết tới nhiều hơn. Năm 2012, Di Băng lên xe hoa với đại gia bất động sản Nguyễn Quốc Vũ. Đám cưới trị giá 3 tỷ đồng của vợ chồng cô khi ấy khiến dư luận choáng váng, bởi độ giàu có và xa xỉ chẳng kém cạnh đám cưới của ngọc nữ Tăng Thanh Hà. Sau khi kết hôn, Di Băng rút lui khỏi showbiz để sinh con và hỗ trợ chồng quản lý nhà hàng thế giới Sở Tech. Chồng của nữ ca sĩ vốn là người chiều vợ, không tiếc tiền mua tặng cô biệt thự, đồ hiệu hay xe hơi.